Dỗ cái gì mà dỗ? Nhanh đem cơm lên cho ta đi. Tiểu sư phụ, ngươi đã phạm vào tội gì? Lão gia nhà ta mời ngươi đi một chuyến. Kẻ sát hại cưỡng hiếp quan gia là hắn. Không phải ta. Tới liền đây. Tối hôm qua tên ác sát Quyết Đầu Môn đã giở trò với tiểu thư nhà quan gia. Không tiêu diệt Quyết Đầu Môn, lão ba tánh sẽ không có ngày được yên. Chạy đi, chạy đi. Đuổi muội đi coi thử đi. Linh kiếm song hiệp. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Ta cho các ngươi biết, ta không phải Quyết Đao Môn. Ta cho các ngươi biết, ta không phải Thái Qua. Ở đâu tên dâm tặc Thái Qua chứ? Đại hiệp tha mạng. Các ngươi phải nghe ta nói chứ. Tiểu dâm tặc, ngươi đã giết tiểu thư quan gia, tội không thể tha. Xem kiếm. Biểu ca, Đồ Nhi, nhanh lên. Lão dâm tặc, ta liều với ngươi. Đúng là một mỹ nhân. Biểu muội, Đồ Nhi, đi mau. Dạ. Biểu muội, biểu muội, biểu muội, thả ra. Đồ Hòa Thượng, bỏ ta ra, bỏ ta ra, bỏ ta ra. Nhanh lên, nhanh lên. Lão tặc, mau thả ta ra. Lão ác tặc, thả ta ra, thả ra, thả ra. Kêu cái gì? Im miệng. Nhìn đúng là xinh đẹp. Lão tổ ta cũng có phúc lắm. Đi, đi. Cái gì? Sanh Nhi bị Quyết Đao Môn bắt đi rồi. Dạ. Cửu cửu, nhanh thả bồ câu. Hẹn ba vị sư bá đến cứu người. Dạ. Cửu cửu, con đã hẹn mười mấy cao thủ võ lâm. Họ đang đứng chờ ngoài cổng. Tốt, con đi trước một bước. Ta với qua bá bá theo sau. Dạ. Tuyệt, tuyệt. Lão tổ ta thật có phúc quá. Ta phải đi luyện công đã.
Tí nữa ta sẽ từ từ thưởng thức. Lại mua, rau tươi ngon. Mời khách quan. Bà chủ, cho tôi một tô bún. Có liền. Bún đây. Giỏi quá. Bỏ cá trong giỏ lại cho ta. Ta sẽ tha chết cho ngươi. Ta từng nói Bách Tuế Gia tặng cá chép vàng này cho ta là để ta trị bệnh. Sao đưa cho ngươi được? Khủng khiếp. Lão tử sẽ cho ông thử lợi hại của băng Trường Giang Thiết Võng. Hey! Đại sư huynh! Nhà sư kia, là hòa thượng đến từ chùa nào, dám quản chuyện của ban Thiết Võng? Ta... xin lỗi đại ca, là tiểu đệ không đúng, ta xin lỗi. Ai xưng huynh đệ với ngươi? Hôm nay lão tử phải giết chết ngươi. Các huynh đệ lên. Dừng tay. Ức hiếp một tiểu hòa thượng còn sử dụng ám khí, không sợ làm hư danh tiếng của ban Thiết Võng sao? Đem lão già đó và tên tiểu hòa thượng kia bắt hết lại. Biểu muội nhanh lên, biểu muội. Đến rồi. Chủ nhân nhà ta đến rồi. Chủ nhân nhà ta đến rồi. Thủy Phúc Bá, bắt được cá chép vàng chưa? Thưa gia, Bách Tuế Gia tặng một con cá chép vàng, lại bị đám cường đạo này cướp lấy, suýt nữa mất mạng của lão già này rồi. Biểu muội, muội xem, đây là bức dĩ tiêu của Kiến Quyết Phong Hầu, vô cùng lợi hại. Là ai ác độc như vậy? Linh Kiếm Sơn Hiệp mấy năm nay đã tạo ra danh tiếng lớn, nhưng lợi hại của băng Trường Giang Thiết Võng ta sẽ không ai không biết. Nô tài nhà cô không nhận thua ta, e là không dễ như vậy đâu. Nói như vậy chính là ngươi. Rõ ràng ngươi biết bức dĩ tiêu này ăn một xương cốt mà vẫn hại người. Lẽ nào ngươi muốn lấy mạng người ta sao? Các ngươi đúng là quá ác nhân rồi. To gạt. Hôm nay ta tha cho ngươi. Nếu lần sau để ta gặp lại ngươi, đừng trách ta ra tay vô tình, tỏ quy phong gì chứ. Hôm nay ta sẽ thể hiện quy phong. Biểu ca, đánh chết hắn. Dám cười nhạo ta. Đại sư huynh, sao hả? Đại sư huynh, đi, tránh ra.
Nhìn gì mà nhìn? Tiểu thư, Quỳnh nói cho cô biết, đây là tiểu sư phụ đã cứu mạng của tôi. Đa tạ tiểu sư phụ đã cứu mạng người nhà bọn ta. Không biết pháp danh của tiểu sư phụ là gì? Ta chỉ là một tiểu hòa thượng bình thường, không có pháp danh. Thỏi vàng này coi như lời đa tạ, mong sư phụ nhận để mua nhang dầu cho Bồ Tát. Không cần khách sáo. Tiểu sư phụ động tác nhanh thật. Xin hỏi cao danh quý tánh hay gì? Nếu là người trong giang hồ, chắc biết biệt danh Linh Kiếm Song Hiệp chứ. Ta vừa nghe tên hán tử mặt đen đó nói hai vị là Linh Kiếm Song Hiệp, nhưng ta không biết cao danh quý tánh hay gì. Ta tên Thủy Sinh, vừa nãy là biểu ca của ta tên Uông Tiêu Phong. Biểu ca, hắn là Quyết Đao Môn. Không sai, hắn là Quyết Đao Môn. Nể tình ngươi có ân tình với người nhà của bọn ta, ngươi mau cút đi. Ta không phải. Ngươi đừng qua đây. Tên dâm tặc, ngươi đừng lại gần ta. Cô nói gì vậy? Ta thật sự không phải. Cô nghe ta nói. Tại sao cô đánh ta? Ta đánh chết người tên dâm tặc này. Đánh chết ngươi. Tại sao vô duyên vô cớ đánh người? Xem ra Quyết Đao Môn lại xuống núi hại bá tánh rồi. Cha, người của đám Quyết Đao Môn đó tự xưng là người xuất gia, tại sao không làm chuyện tốt gì chứ? Sinh Nhi, có điều con không biết. Quyết Đao Môn chẳng qua là môn phái tà giáo của Tây Vực, căn bản không phải là người xuất gia. Bọn chúng mượn danh nghĩa người xuất gia để lừa gạt bá tánh, sau đó dễ xưng bá võ lâm. Cửu cửu, đối với đám ác tặc này, chúng ta tuyệt đối không được nương tay. Đúng. Nhưng mà hai con vẫn nên hành sự cẩn thận. Con thấy Quyết Đao Môn cũng không có gì ghê gớm. Tên ác tặc đó bị mấy roi da của con đánh ngã ra đất rồi. Sinh Nhi, không được đắc ý. Tại sao các người đều đổ oan cho ta? Sao các người đều hãm hại ta? Tại sao? Ta trêu chọc ai chứ? Được. Ta chết còn không được sao? Đinh đại ca, ta không thể chết. Không thể chết. Hậu sự của Đinh đại ca chưa xong. Đinh đại ca, Đinh đại ca, vận may của ta thật sự quá xấu rồi. Đinh đại ca, quân yên tâm, ta sẽ không chết.
Ta sẽ không chết. Ta sẽ không chết đâu. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đưa các ngươi về nhà. Về nhà thì tốt rồi. Đi về quê. Đi về quê càng tốt. Về quê. Bị mấy tên địch bắt bắt đi rồi, còn đánh bị thương Ngô Khảng và Bốc Nguyên. Hoàng hốt gì? Cứ bọn chúng đến gặp ta. Dạ. Căn Bảo. Dạ. Căn Bảo, xem ra ngươi vẫn là một người thật thà. Nghe ngươi nói như vậy, ta đã hiểu rồi. Ngươi nói ngươi vẫn đưa khẩu quyết cho hắn ta sao? Đưa rồi, nhưng mà đại nhân, ngài không biết chứ. Thật ra khẩu quyết đó, đại nhân, thật ra khẩu quyết đó đều nằm trong bụng của Căn Bảo nhà ta. Nếu đại nhân cần thì Căn Bảo có thể giết cho ông bất cứ lúc nào. Đại nhân đã cứu mạng ba người nhà ta. Thật sự không biết nên lấy gì để cảm ơn. Dạng gia cho chúng tôi 100 lượng vàng. Chúng tôi đưa cho ông nha. Được rồi, Tam Đào. Dạ. Người sắp xếp chỗ ở cho cả nhà Căn Bảo, hầu hạ chú đáo. Dạ. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Không có gì. Ngài thật tốt quá. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Hưng Nhi, thế nào rồi? Nghe ngóng rõ ràng hết chưa? Cái gì? Bị bắt đi rồi. Sư phụ, bọn họ đông người, các đệ tử không thể đánh lại được. Xin sư phụ trị tội. Dạ. Đứng lên đi. Đứng lên đi. Ta không trách các con. Nào, đứng lên. Dạ. Có khi nào là do bọn nữ thông làm? Lão gia, lão gia. Có chuyện gì? Nói. Lăng đại nhân phái người gửi thiệp đến, mời lão gia và thiếu phu nhân đi mừng tiệc. Nào, rót đầy, rót đầy. Nào. Nào, nào. Dạng huynh lần trước có hơi thất lễ, mong là dạng huynh rộng lượng bỏ qua. Không dám. Lăng đại nhân nói vậy sai rồi. Nếu nói như vậy, ly rượu này ta không thể uống. Tại sao lại không? Đại nhân, dạng mẫu ta là người thẳng thắn, có một chuyện muốn thỉnh giáo lăng đại nhân. Dạng huynh cứ nói. Lần trước lăng đại nhân kiểm soát hàng xá, đã tìm được chứng cứ của tội phạm bỏ trốn, tại sao hạ lệnh rút binh? Hỏi rất hay. Thật ra thì Đinh Điển và Địch Dân là ta bắt. Tuy nhiên hôm đó ta đã tìm được một cây tiêu ở phủ của huynh, nhưng chưa chắc là huynh chứa chấp tội phạm. Hơn nữa, lúc đó ta quan sát rất kỹ thái độ của huynh. Có lẽ huynh không ngờ được Địch Dân và Đinh Điển lại chạy tới phủ của ông. Giang Mộ thật sự không biết. Tốt.
Vậy bây giờ sao? Có phải thấy có chút tiếc nuối không? Văn Mộ không hiểu ý của đại nhân. Văn Quỳnh, chúng ta cũng không nên úp úp mở mở. Mười mấy năm trước, Quỳnh đệ ba người vì tranh đoạt kiếm phổ, chuyện giết chết Mai Niệm Sinh, cho tới giờ vẫn còn lưu truyền trên giang hồ. Lăng đại nhân, những lời đàm tiếu trên giang hồ đều là đồn sai. Lăng đại nhân muốn nói gì cứ nói thẳng ra. Được, Giang Huynh quả nhiên là người thẳng thắn. Tốt, tốt lắm. Giang Huynh, nói thật cho Huynh biết, chuyện này hai chúng ta đều có suy nghĩ giống nhau, không ngại đưa ra chứng cứ. Huynh xem. Đại nhân, đúng thật biết nói giỡn. Mười mấy năm trước, ba huynh đệ ta xích mích với Mai Niệm Sinh, chủ yếu là muốn ông ấy truyền cho Liên Thành kiếm pháp. Lúc đánh nhau có làm sư phụ bị thương, Dạng Mộ tới giờ vẫn còn hối hận. Từ đó rút lui khỏi giang hồ, chỉ lo làm ăn. Ở Kinh Châu đã mười mấy năm, nhất cử nhất động có thể qua được đại nhân sao? Ta lấy đâu ra Liên Thành kiếm pháp đi? Họ Dạng kia, Lăng đại nhân đã đối đãi tốt với ông, ông nên biết điều thì tốt hơn. To gan, ngươi là cái thá gì chứ, dám ăn nói với ta như vậy à? Ông không được vô lễ. Dạng Huynh, Huynh còn muốn tiếp tục giả vờ không biết với ta sao? Tiếp tục giả vờ. Đại nhân, Dạng Mộ thật sự không biết. Lăng Mộ ta đối với Huynh thật lòng, nhưng mà không ngờ Huynh không biết cân nhắc. Xem ra rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Người đâu? Có. Đại nhân, mau bắt kẻ chứa chấp tội phạm Dạng Chấn Sơn lại cho ta. Rõ. Lăng đại nhân, thật không dám giấu, bọn tội phạm chỉ có một mình ta biết. Cha ta thật sự không biết gì. Nếu như muốn bắt thì hãy bắt ta. Dạng Huynh à, Huynh xem sao phải khổ như vậy. Không cần nói nữa. Lăng Thoái Tư, ông quả nhiên lợi hại. Hôm nay Dạng Chấn Sơn ta rơi vào tay ông, muốn chém muốn giết mặc ông xử lý. Huynh, Lăng đại nhân, cha ta tuổi tác đã cao, nể tình hai người quen biết nhiều năm, ngài hãy bắt ta đi. Dạ Khuê, đứng lên. Nhu nhược, cha. Tốt, tốt, con nhận lỗi thay cha. Dẫn đi. Rõ. Đi, đi. Cha, đi. Quỳnh đúng là có số chịu nghèo. Quỳnh còn bày mấy cái này ra làm cái gì nữa? Trà trước mưa thượng hạng. Ở đâu ra? Quản gia của Lăng phủ tặng cho chúng ta. Quản gia của Lăng phủ, ông ấy hiểu trà. Nếu như lựa ra giống như vậy, một lượng trà có thể bán được 2 văn tiền. Mùi coi, bao nhiêu năm rồi ta chưa thấy qua hàng đẹp như vậy. Xin còn muốn bán trà? Không bán, lựa ra để tặng cho Lăng đại nhân uống. Quỳnh đúng là đồ đầu đất. Trà mà Lăng đại nhân uống chưa còn tốt hơn loại trà này. Ông ấy không rành về trà. Giờ là lúc nào rồi? Quỳnh còn làm mấy thứ này? Lúc nào là sao? Chẳng phải đang tốt sao? Có ăn, có uống, không có ai quản ta. Chẳng phải não của Quỳnh đi đâu rồi? Không có đi đâu cả. Quỳnh tưởng đang sống như vậy là tốt sao? Tốt chứ. Lăng đại nhân biết hai chúng ta vô dụng rồi thì cũng sẽ đối với chúng ta như Dạng gia. Muội nói vậy là sao? Muội thấy thay vì ở đây chờ chết, chi bằng trốn. Trốn, trốn đi đâu? Nhỏ tiếng một chút đi. Còn mấy cái nữa đem qua đi. Đồ trang sức nữa. Sao lấy ít quá vậy? Còn nữa mà.
Đừng có tham, tham lam sẽ gây ra tai họa. Huynh biết cái gì? Lăng đại nhân lấy 100 lượng vàng da cho chúng ta, chúng ta lấy bao nhiêu có đáng giá gì đâu. Lỡ Lăng đại nhân bắt lại thì làm sao? Huynh yên tâm đi, muội coi kỹ rồi. Sân sau nhà có một cái cổng nhỏ, cổng đó có khóa lại. Chúng ta sẽ ra đó vào lúc nửa đêm. Đứng ngơ ra đó làm gì? Lấy hết đồ đáng giá đi. Nghe muội không sai chứ. Đi. Ngài tuổi lớn tuổi nhỏ không ít đâu. Đại nhân, ngài xem số kim ngân châu báu, đô quý ngọc quý đều là lấy ra từ cặp phu thê hai người họ đang sống yên lành, sao lại muốn đi? Không phải do muội ấy, huynh cũng đồng ý mà. Muốn đi cũng nên chào hỏi một tiếng chứ. Đúng rồi. Các ngươi còn ra thể thống gì? Người đâu? Có. Đi lấy 100 lượng vàng mà căn bảo kêu ta quản lý giùm. Không, cộng thêm 100 lượng bạc nữa đem qua đây. Tiễn họ lên đường. Không, đại nhân, đại nhân, bọn ta không muốn lên đường đâu, đại nhân. Không cần nữa đâu, bọn ta không muốn lên đường đâu. Bọn ta xin ngài, đừng mà Lăng đại nhân. Lăng đại nhân, đại nhân, đại nhân, ngài xem đi, còn ở đây nữa. Do muội tham lam, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Bọn ta chỉ muốn về quê bán trà thôi. Đúng, đúng, về bán trà. Căn bảo, có. Làm người phải quang minh lỗi lạc, phải ngay thẳng. Làm gì phải làm việc trộm gà trộm chó như vậy? Trộm gà trộm chó, đúng. Nể tình ngươi viết khẩu quyết cho ta, miễn cho tội chết. Tam Đao, có. Đi lấy quán trà Thiên Nhất Quyền tặng cho bọn họ. Đại nhân, chuyện này mong là hai người cải tà quy chính, trở thành người tốt. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Đưa cho ông hết. Dạ đây đây. Quan nghìn, quan nghìn. Mời mời mời. Quan nghìn mời. Mời vào trong. Mời vào, mời vào. Chúc mừng, chúc mừng. Dặn, dặn, dặn lão gia tới rồi. Tới rồi, nhanh lên. Mời vào, mời vào. Dặn lão gia, ngài tới rồi, ta thấy vui lắm. Vui mừng. Bây giờ ngươi là người nổi tiếng ở Lăng phủ, ngươi đã gửi thiệp, ta dám không đến sao? Vẫn mong dặn lão gia chiếu cố cho. Các tiểu gia chiếu cố nhiều rồi. Mong chiếu cố, mong chiếu cố. Căn bảo, huynh ngu quá. Huynh vẫn đúng là ngốc mà. Dặn lão gia là người cao quý như vậy, sao lại để đứng đây được chứ? Phải không dặn lão gia? Mời vào. Được, đây là thiệp ngươi gửi cho dàn lão già. Mời vào, mời vào. Lăng đại nhân đến. Ngươi nói xem, sao Lăng đại nhân lại đối xử với Căn Bảo tốt như vậy chứ? Phải, chuyện này các ngươi không biết đâu. Căn Bảo họ Lăng, là họ hàng thân thiết xa của Lăng đại nhân. Ngươi không biết? Ngươi không biết đâu. Vậy hả? Đi thôi, chúng ta vào trong đi. Lăng lão gia tới. Trời ơi, dặn lão gia xin mời. Mời. Được, mời. Lăng đại nhân, ngài tới rồi, ta rất vui. Căn bảo, có hài lòng chỗ này không? Hài lòng, rất hài lòng. Được rồi, đừng khách sáo nữa. Lăng đại nhân đang chờ ngài tháo biển hiệu mới. Lăng đại nhân, mời. Lăng đại nhân mở biển hiệu. Hãy subscribe.
Hồi đảng lăng tuyệt đỉnh, nhất làm chúng sơn tước. Lâm đại nhân, 36 chiêu thẳng thi kiếm pháp này đều đã diễn tập xong rồi. Mời, mời Lâm đại nhân. Đại nhân võ công thâm hậu, tập thêm vài ngày nữa thì có thể học xong. Quá khen. Nhưng mà ta cảm thấy những kiếm pháp này có chút kỳ cục, lần đầu thấy kỳ. Chỉ cần lúc nào cũng không được quên hai chữ thẳng thi, nửa năm sau sẽ lĩnh ngộ được những bí mật trong đó. Vậy à, đại nhân, Giang Ngộ có một chuyện không được rõ. Cứ nói, căn bảo này chỉ là một thảo dân, sao đại nhân lại đối xử tốt như vậy? Bây giờ hắn ở trong thành Kinh Châu vô cùng khoe khoang, đại nhân không sợ khẩu quyết này à? Hắn không biết đường thi. Không, thẳng thi kiếm pháp, cho dù hắn có khẩu quyết thì cũng như là một tờ giấy phế. Với lại căn bảo có ơn với ta, không lẽ kêu ta lấy oán báo ơn sao? Nào, đại mổ ca yên chi, thường Nga lạc nhật viên, đắc nhân tâm giả đắc thiên hạ. Người đâu? Có, đưa dạng thiếu gia về phủ. Rõ. Rau muống, ai vậy? Rau muống, cha. Mẹ ơi, cha về rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nào con gái. Cha, mấy hôm nay con nhớ cha không? Dạ có. Lúc cha không có ở nhà, con có nghe lời mẹ không? Dạ có. Con giỏi lắm. Cha ơi, cha ốm rồi. Vậy sao? Phương muội, huynh về rồi. Nào ra muốn đi chơi đi. Lát nữa cha mua đồ ngon cho ăn. Muội ốm rồi. Huynh cũng vậy mà. Uống trà đi. Phương muội, cái này quên tặng cho muội. Có đôi lúc thứ mất đi rồi vẫn có thể tìm lại được. Nào, ta cài cho muội. Ghé vào, đồ tốt đây. Quẹo lửa, đũa đẹp đây. Mau lên, đi thông thả. Lúa đẹp đây. Tiểu nhị, có món gì ăn ngon không? Có, đem lên cho ta. Xin mời ngồi. Nhanh lên. Khách quan, rượu, đồ ăn. Muội nhanh, tiểu muội đi. Tiểu nhị, khách quan, cho thêm dĩa thịt bò và mấy chén cơm nữa. Được, cầm lấy đổi thành ngân lượng. Nhanh lên. Được, có liền.
Tránh ra, tránh ra. Biểu muội, hắn có thể chạy đi đâu chứ? Biểu ca, chúng ta qua hướng kia. Được, đi. Tiểu nhị, tiểu nhị, cơm của ta đâu? Dỗ cái gì mà dỗ? Nhanh đem cơm lên cho ta đi. Tiểu sư phụ, ngươi đã phạm vào tội gì? Lão gia nhà ta mời ngươi đi một chuyến. Đứng yên. Kẻ sát hại cưỡng hiếp quan gia là hắn. Không phải. Không phải ta. Không phải ta. Không phải ta. Tới liền đây. Tối hôm qua tên ác sát Quyết Đầu Môn đã giở trò với tiểu thư nhà quan gia. Không tiêu diệt Quyết Đầu Môn, lão ba tánh sẽ không có ngày được yên. Chạy đi, chạy đi. Đứa muội, đi coi thử đi. Linh kiếm song hiệp. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Ta cho các ngươi biết, ta không phải Quyết Đao Môn. Ta cho các ngươi biết, ta không phải Thái Qua. Ở đâu tên dâm tặc Thái Qua chứ? Đại hiệp tha mạng. Các ngươi phải nghe ta nói chứ. Tiểu dâm tặc, ngươi đã giết tiểu thư quan gia, tội không thể tha. Xem kiếm. Biểu ca, Đồ Nhi, nhanh lên. Lão dâm tặc, ta liều với ngươi. Đúng là một mỹ nhân. Biểu muội, Đồ Nhi, đi mau. Dạ. Biểu muội, biểu muội, biểu muội, thả ra. Đồ Hòa Thượng, bỏ ta ra. Bỏ ta ra. Bỏ ta ra. Nhanh lên. Nhanh lên. Lão tặc, mau thả ta ra. Lão ác tặc, thả ta ra. Thả ra. Thả ra. Kêu cái gì? Im miệng. Nhìn đúng là xinh đẹp. Lão tổ ta cũng có phúc lắm. Đi. Đi. Cái gì? Sanh Nhi bị Quyết Đao Môn bắt đi rồi. Dạ. Cửu cửu, nhanh thả bồ câu. Hẹn ba vị sư bá đến cứu người. Dạ. Cửu cửu, con đã hẹn mười mấy cao thủ võ lâm. Họ đang đứng chờ ngoài cổng. Tốt. Con đi trước một bước. Ta với Qua Bá Bá theo sau. Dạ. Hãy
Tuyệt. Tuyệt. Lão tổ ta thật có phúc quá. Ta phải đi luyện công đã. Tí nữa ta sẽ từ từ thưởng thức. Nhanh, nhanh lên. Đừng la, theo ta. Nhanh lên. Đừng la. Đi theo ta. Đi nhanh. Đi. Đồ rùa con, ngươi muốn ăn trước quả nhân sâm của tổ sư ta sao? Con không có. Đồ rùa con, ta thích ngươi còn trẻ to gan háo sắc. Đã gãy chân mà còn không sợ đâu, mà còn nghĩ tới nữ nhi. Con rất tốt, rất hợp tính cách của ta. Rùa con, chân ngươi đã bị thương, ta sẽ trị thương cho ngươi. Ngươi là đồ tử mới thu nạp của bảo tượng sao? Phải. Xem ra bảo tượng rất thích ngươi, tặng cho ngươi tăng y quyết đao của hắn nữa. Hắn đã truyền cho ngươi bộ quyết đao kinh chưa? Có phải cái này không? Rất tốt. Ngươi tên gì? Con tên là...